Thưa tất cả bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay, ngày thứ 6, ngày 30 tháng 7 tại hai sàn cà phê London và New York tiếp tục có giảm bà con nhé. Xin chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại kênh Đạp Phao nha. Mình Đạp Phao đây, hôm nay là ngày 30 tháng 7. Mình Đạp Phao cho bà con, cho mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, sức khỏe, công việc những thuận lợi may mắn nha. Hôm nay ngày thứ 6, mình Đạp Phao sẽ quay trở lại quay về cà phê và tiêu tận được phương ở tên ngày hôm nay. Xin gửi rồi ra xa cho bà con tham khảo nha. Mong bà con, mong mọi người hãy luôn luôn và lúc nào ngủ kênh Đạp Phao mình nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi một nhà cà phê mình giật tiêu ngày hôm nay ngày thứ 6 nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bằng giá cà phê Sao London chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 6 ngày 30 tháng 7 tại sàn cà phê Rota thì tiếp tục có giảm bà con nha. Giá cụ thể kỳ hàng nhau ngày tháng 9 thì giảm 45 đô xuống còn 1885 USD tấn. Kỳ hàng nhau ngày tháng 11 thì giảm 43 đô. Kỳ hàng nhau ngày tháng 1 năm 2022 giảm 42 đô. Kỳ hàng nhau ngày tháng 3 năm 2022 giảm 40 đô bà con nha. Thưa bà con, cùng chiều giảm tại sàn cà phê London thì chốt phiên Việt ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica, sàn cà phê New York ngày thứ 6 cũng tiếp tục có giảm bà con nha. Giá có thể lấy kỳ hàng nhau tháng 9 thì giảm 3,95 sen xuống còn 196.5 sen trên pound. Kỳ hàng nhau tháng 12 giảm 4,05 sen. Kỳ hàng nhau tháng 3 năm 2022 giảm 4,00 sen. Kỳ hàng nhau tháng 5 năm 2022 giảm 4,00 sen bà con nha. Vậy là chốt phiên Việt ngày hôm nay ngày thứ 6 cả hai sàn London và New York đều giảm. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bản nhạc cà phê, bản nhạc tiêu cực tận ngày hôm nay. Xin hiểu ra sao cho quan tâm khảo nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô cả tỉnh ngày hôm nay, ngày thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê và tiêu sáng hôm nay ngày thứ 6 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk. Sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng được thu mua vào giá cà phê là 37.800 đồng trên ký. Giá tiêu sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng được thu mua vào là 75.300 đồng trên ký. Giá tiêu này đang thu mua vào một lịch nhỏ bà con nha. Xin cảm ơn bà con và mọi người đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh Đạp Phao mình rất nhiều nha. Thì bà con thấy kênh mình bổ ích hoặc thú vị cho mình xin một like và một đăng ký bà con nha.
trải nghiệm miễn phí á. Cảm ơn bà con rất là nhiều.